Thưa quý Phật tử, tính từ thời điểm lễ khởi công xây dựng Đại Hùng Bảo Điện Chùa Am Lộng đến nay ngày 25 tháng 11 năm 2020, đúng một tháng, ngôi chùa đã xây xong 3 mặt phần móng. Hệ thống móng được giằng 4 xung quanh, các cột trụ móng làm quy mô, dày đặc. Hy vọng Đại Hùng Bảo Điện Am Lộng, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang sẽ sớm được hoàn thiện. Trong những ngày này, sau khi phần móng đã hoàn chỉnh, công tác lấp kín vào làm nền đang diễn ra khá tích cực. Ngoài công đức tiền, đã có nhiều Phật tử đến công đức cả cát để lấp nền. Dù trời đã tối nhưng máy xúc san nền vẫn làm hết công suất. Đội thợ nề vẫn chung tay cùng với thợ san nền để thi đua cùng với thời gian sớm hoàn thiện ngôi chùa. Thế tinh thần là báo cáo với anh là bây giờ cái móng này đang cao ở cái tầm từ đáy móng lên được tầm 2 mét. Thế và từ mặt rầm chính của nó lên là 1,5 mét. Thế cái lượng cát mà đổ để cho nó san bằng với cái cốt 00 thì nó tầm cỡ độ hơn 300 khối cát. Thế dự kiến dự án nó là như vậy. Sau khi bình địa đổ cát xong thì chương trình là đổ toàn bộ bê tông mặt bằng trên mặt móng để cho kết cấu toàn bộ mặt bằng để sau này các ngai vị của các pho tượng, các vị tượng vào vị trí nó đảm bảo công trình hơn. Thế thì muốn đẩy đưa vấn đề công trình tiến độ thì cái xúc tiến ban đầu là bây giờ là phải liên tục phải cho cát vào để cho nó có mặt bằng để độ lún sau này nó co ngót cho nó đảm bảo. Bây giờ là đang xây với cái tính chất là nó 3 mặt, còn cái mặt tiền này nó nhưng mà mới xây được 3 mặt, mặt tiền thì nó chỉ có mấy nghìn gạch nữa thôi. Thế nhưng mà phải để mở cái đường để cho cát nó vào với cái độ câu sâu độ cao của móng thì với cái tầm cốt móng này lấy từ mặt đường không gian của đường liên thôn vào là bắt buộc nó phải cao như này. Bộ ngôi chùa này thì nó tầm cỡ độ 8 vạn 7-8 vạn, bởi vì cái lóc chùa này từ cốt 00 lên nó trên 7 mét. Cái dự kiến là nó vào tầm cỡ 7 mét cho đến 8 mét. Anh đi làm nhiều thì anh thấy cái ngôi chùa này so với ngôi chùa khác ở địa phương mình như thế nào? Thực ra tôi nghĩ tôi làm thợ thì sau khi nghề nghiệp thợ tôi thì nó lắm bắt vào trong vấn đề của vấn đề mực nước. Thì thực ra không gian của cái đất khu chùa miền Bắc này thì nó chưa bao giờ là có cái mức độ dạ thầu nó cao như thế này. Bởi vì thực ra mà nói nếu nói đường nét cổ và những cái bài bản kiến trúc cổ, thực ra mà nói thềm bậc nó đã cao rồi thì cái dạ thầu mà cao 2,9 mét là tương đối cao. Cho nên là nếu mà sau này lên là cái nhà này nó sẽ một cái uy nghi là cũng rất cao, bởi vì mặt tiền của nó là 4 cột đổ trụ. Cho nên là nó có bề thế rất cao. Như chúng ta đã biết, chùa Am Lộng được tòa làng trên địa bàn thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Đây là ngôi chùa cổ kính, là chốn linh thiêng trầm mặc yên ả của làng quê. Chùa được xây dựng từ rất lâu đời, trải qua thăng trầm của thời gian và lịch sử, cũng như chịu sự chi phối chung của luật vô thường. Ngôi tam bảo chùa đã bị xuống cấp trầm trọng, không đủ điều kiện cho việc tu tập sinh hoạt tín ngưỡng văn hóa tâm linh của tín đồ Phật tử. Xuất phát từ tấm lòng mến bộ đạo và muốn được tôn tạo, xây dựng lại ngôi chùa khang trang hơn, là nơi tu học và lễ bái cầu mong cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình. Được sự nhất trí của các cấp lãnh đạo và sự đồng thuận của nhân dân địa phương, nhà chùa và nhân dân đã làm lễ hạ giải chính thức triển khai trùng tu xây dựng lại ngôi chính điện khang trang tố hảo hơn. Nhất tâm về với cửa Phật, anh Nguyễn Đăng Linh, một thanh niên trẻ Hoài Đức, Hà Nội, thợ chuyên phục chế làm mới tượng Phật, được biết tin về ngôi chùa Am Lộng xây dựng lại và sư thầy Thích Đàm Xuân đang bị bệnh. Anh thực sự hoan hỷ được về vấn an sức khỏe sư thầy Thích Đàm Xuân và phát tâm công đức di dời toàn bộ các pho tượng về nhà tổ đại thờ. Anh Nguyễn Đăng Linh đang có nguyện vọng muốn làm tượng mới ở chùa Am Lộng. Đây là cơ hội để chính bản thân anh được phát tâm công đức một phần nhỏ bé của mình vào xây dựng thành công Đại Hùng Bảo Điện Am Lộng hiện nay. Theo thiết kế, công trình Phật sự quá lớn, chỉ chùa là ni sư Thích Đàm Xuân đang điều trị bệnh nặng nên mọi việc vô vàn khó khăn ở phía trước. Ni sư Thích Đàm Xuân mong muốn được sự trợ duyên của nhiều Phật tử. Nhà chùa về từ 2007 cho tới nay, rồi coi như là chùa xuống cấp quá. Nên là nhà chùa xin mời tất cả các khách thập phương xa gần
mong ủng hộ nhà chùa một chút đồng tiền vàng để nhà chùa xây dựng. Nhà chùa xây dựng thì mong tất cả các đoàn, các trong và ngài nước ủng hộ nhà chùa xây được ngôi chùa Tam Bảo sạch đẹp. Nhà chùa không lấy gì hơn, nhà chùa cảm ơn tất cả các đoàn. Đến thời điểm này, Đại Hùng Bảo Điện Am Lộng đang rất cần lắm sự chung tay của quý Phật tử để việc triển khai xây dựng chùa được trôi chảy, sớm hoàn thiện. Do đó, ban xây dựng chùa là những người trợ duyên cho ni sư Thích Đàm Xuân tiếp tục kêu gọi bà con nhân dân trong thôn, con em địa phương đang sinh sống và làm việc ở khắp nơi và quý Phật tử phát tâm công đức để cùng với nhà chùa đẩy nhanh tiến độ xây dựng ngôi chùa hiện nay. Mọi công đức của quý vị xin gửi về ni sư Thích Đàm Xuân, trụ trì chùa Am Lộng, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại 097 416 5229, số tài khoản 250 520 560 6750, Trần Thị Liên, Agribank, Hiệp Hòa. Hoặc trưởng ban xây dựng chùa là ông Trần Văn Thoan, trưởng thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại 0981 239 368. Đại diện cho những người làm chương trình, xin trân trọng cảm ơn quý Phật tử đã phát tâm công đức xây dựng chùa và chúc cho ni sư Thích Đàm Xuân nhanh khỏi bệnh.